Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về cái bộ mũi khoan 16 chi tiết của hãng Total. Thì cái bộ này có mã là TACSD6165 anh em. Thì cái bộ này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 140.000 anh em ha. Đó. Thì nó gồm là trong đây nó gồm là 2 4 5 6 mũi khoan sắt anh em. 6 mũi khoan sắt từ 2 3 4 5 6 8 ha. Đây anh em, 2 3 4 5 6 8. Này là 6 mũi khoan sắt, này là chui tròn nha anh em. Rồi mũi khoan tường thì nó gồm là 4 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 8, 10 ha. Nói chung thì bộ này dùng để sử dụng gia đình nha anh em á. Đó là mũi khoan tường và mũi khoan gỗ nè, 4, 5, 6, 8, 10. Nghĩa là 4, 5, 6, 8, 10 là mũi dừa gỗ ha. Đó, 5 mũi khoan gỗ, 5 mũi khoan bê tông, khoan tường á, và 6 mũi khoan sắt. Thì một bộ như này giá chỉ có 140.000 thôi nha anh em. Đựng trong một cái hộp rất là đẹp luôn nha. Cái hộp này anh em có thể khoan xong anh em để dành, không phải là đem khoan xong đem đi cất á. Chứ còn nếu mà mình mua những mũi khoan lẻ lẻ ngoài, chúng ta khoan xong cái chúng ta bỏ đâu đó cái nó bị lạc đi nè, lạc đi cái hôm sau lấy sao đi mua nữa thì nó sẽ tốn tiền. Còn bây giờ hãng người ta nó làm như thế này luôn thì rất là tiện ích vô cùng. Anh em chỉ cần việc mua cái này xong, anh em xài xong anh em ship lại cái là đem đi dẹp luôn. Đây nha, 140.000 cho cái bộ như thế này, xài xong cái anh em ship lại như thế này ha. Đó, gài lại rồi một cái hộp dễ thương cực kỳ luôn. Ok ha, đó có hãng số thọ đây anh em. Hộp nhựa rất là cứng nha, hộp này nó cứng lắm anh em nào đi xài á, anh em chỉ cần bỏ trong đây thôi là anh em lời cái hộp. Nghĩa là khi mà không phải riêng về những mũi khoan này á, anh em ai có mũi khoan gì anh em cứ bỏ trong đây thôi là chúng ta mở chúng ta ra xài thôi nha. Như thế này đó, thì trong đây nó có những cái đầu gài sẵn nè, nhưng mà thiết kế là 2 3 4 5 6 8 ha, đó là khoan sắt, còn lại là 4 5 6 8 10 là khoan tường, là 4 5 6 8 10 là khoan gỗ, mà chỉ có 140.000 thôi nha anh em. Giá này chưa bao gồm phí ship nha, chưa bao gồm phí ship. Một bộ này là 16 chi tiết nha. Anh em mua hàng cứ nói một bộ khoan 16 chi tiết 140.000 là người bán họ sẽ biết thôi, có hãng sô thò ha. Đó, rất là đẹp luôn anh em ha. Thì đây là mũi chui tròn đó. Thông thường khoan gỗ á, thì anh em để ý như thế này, nhiều anh em cũng chưa biết, như khoan gỗ với khoan sắt, thông thường khoan gỗ thì nó sẽ có mũi định tâm nè nha. Mũi định tâm là chúng ta chọt vô gỗ chúng ta khoan, còn khoan sắt như thế này là nó tròn lẳng vậy nè anh em nha. Khoan sắt nhưng mà nói chung về căn bản thì người ta vẫn lấy mũi khoan sắt này, người ta khoan vẫn được, nhưng mà nó sẽ không có ngọt bằng mũi khoan gỗ, bởi cái lưỡi mũi khoan gỗ nó được thiết kế dạng phay này, nó khác so với mũi khoan sắt anh em. Mà nhiều khi chúng ta mua những cái mũi khoan sắt này về chúng ta khoan mồi vẫn được nha. Chúng ta khoan mồi, ví dụ chúng ta mua mũi khoan nhỏ 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 nè, 2 ly, 3 ly, 4 ly đó, chúng ta về khoan mồi gỗ vẫn được nha. Đó, chúng ta bỏ vô máy khoan, chúng ta khoan mồi gỗ vẫn ok luôn. Còn mũi khoan gỗ bên đây thì nó chỉ có tối đa 4 ly thôi, còn ví dụ như 2 ly, 3 ly là nó không có. Hay nhiều lúc anh em khoan mồi vít á, ha, khoan mồi bắt vít tầm khoảng cỡ 2 ly, 3 ly thôi, là cỡ đó là anh em khoan mồi là được rồi nha. Còn khoan gỗ thì nó sẽ thiết kế như thế này, cái cạnh vát này rất là bén nè anh em nha, thiết kế những cạnh vát này cực kỳ bén luôn, để chúng ta khoan nó rất là ngọt nha. Gắn cẩn thận nè, vô đây không biết là chọt cái là xì máu liền đó. Đó, ok ha. Rồi đó, một bộ như thế này đó, khá là đẹp ha. Thì cái này, cái mũi khoan này thì mình khuyến cáo anh em khoan tường thôi nha, chứ bê tông thì mình nghĩ mũi này chắc nó cũng không có nổi đâu nha. Khoan tường thôi, gia đình dân dụng mà, chúng ta khoan tường chúng ta bắn tắc kê gì đó ha, là nó có nè 4 5 6 8 10 đó, tất cả đều chui tròn hết. Mũi này chỉ khoan tường thôi, tường gạch rồi đó anh em nha, tường gạch rồi đó. Đó, chúng ta chọt gì chúng ta đẩy xuống đó ha, gắn vô thì giờ chúng ta gắn vô trong đây nè, chọt xuống cái như nè, đẩy nó xuống là nó xong. Còn ta chọt thì kênh nó xuống, nhiều lúc mấy mũi này nè chúng ta chưa có rút ra, nó vừa ấn xuống cái mấy đầu nhọn này nó găm vô tay cái là xì máu liền ha. Như vậy đây cũng vậy ha, đó, tháo ra chúng ta chọn cái kênh xuống nè anh em ha, rồi đè đè nó xuống đó, nó vậy nó an toàn hơn ha. Rồi ok, 140.000 anh em nha. Gà như này rất là đẹp, cứng cáp ha. À, hàng thủ toàn quá làm đẹp vậy mà giá nó cũng khá là rẻ luôn, không có mắc. Này về chúng ta mua, về chúng ta xài thôi. À, ok ha. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới nha. Giá 140.000 nữa mình đang có hàng sẵn anh em. Mình về rồi mới dám cầm bên đây giới thiệu cho anh em ha.
đó, thì anh em có nhu cầu thì có thể liên qua cửa hàng lấy hoặc là liên hệ được để được mua hàng, lưu ý giá chưa bao gồm phí ship nha. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.